Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Biểu cảm đáng yêu của con trai Mạnh Trường khi chụp ảnh cùng bố. Mạnh Trường là sao nam may mắn có hôn nhân hạnh phúc kéo dài hơn chục năm với bà xã Thanh Mai Trúc Mã. Hiện tại nam diễn viên đã là ông bố ba con nhưng vẫn giữ được phong độ rạng ngời. Nhờ thế ba nhóc tì nhà anh thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ phụ huynh nên trộm vía ưa nhìn và đáng yêu, đặc biệt là quý tử thứ ba. Mạnh Trường may mắn có tổ ấm viên mãn và vui vẻ với ba con. Trên trang cá nhân, Mạnh Trường vừa chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt khoảnh khắc vui vẻ của mình cùng con trai út. Trong vòng tay bố, bé Bi tỏ ra khá hợp tác khi ngồi ngoan ngoãn không quấy khóc. Tuy nhiên, biểu cảm trước và sau khi có máy ảnh của thiên thần nhí khiến fan phải gật gù, công nhận bé thừa hưởng chất nghệ thuật từ bậc sinh thành nên gương mặt biến đổi liên tục. Đính kèm loạt ảnh chàng tổng tài của Đừng Nói Khi Yêu chú thích, tâm trạng thanh niên trước và sau khi phát hiện ra mình đang bị chụp ảnh. Cứ thế thấy dù mới ở tháng thứ 5, nhưng nhóc tỷ út nhà Mạnh Trường trộm vía trông rất kháu khỉnh và cứng cáp. Càng lớn bé Bi càng lộ rõ những đường nét là bản sao nhí của ông bố nổi tiếng khiến dân tình suýt xoa mãi không thôi. Bên cạnh đó, những biểu cảm cực yêu của nhóc tỷ khi được chụp ảnh làm dân tình phải tan chảy. Bé Bi không có biểu cảm khi chưa phát hiện ống kính, đường nét gương mặt hệt bố. Cụ thể, trước khi phát hiện có ống kính, biểu cảm của quý tử nhà nam chính hương vị tình thân khá hững hờ, gần như không quan tâm. Thế nhưng, chỉ vừa thấy máy ảnh cậu bé đã ngay lập tức trưng gương mặt cười hớn hở. Ấy vậy, chưa đầy 5 giây sau, nhóc tì đã chuyển sang trạng thái có phần giật mình và sợ hãi. Chính biểu cảm biến đổi tích tắc của bé Bi đã làm dân tình thích thú vì khá đáng yêu và tấu hài. Ngay sau đó, nhóc tì chuyển sang cười hớn hở khiến fan thích thú. Tuy nhiên, chưa đầy 5 giây sau, quý tử Mạnh Trường đã tỏ ra hoảng hốt và có phần tấu hài. Nhóc thì sở hữu mũi cao, mắt to, thừa hưởng từ người bố điển trai. Đặc biệt dù chưa được một tuổi nhưng đường nét gương mặt của con trai nam diễn viên đến từ Hà Thành đã khá rõ nét. Cô bé sở hữu đôi mắt to tròn long lanh cùng chiếc mũi cao y đúc bố, được kỳ vọng trở thành soái ca trong tương lai. Cùng vợ xây dựng mái ấm gia đình, Mạnh Trường tay trắng gầy dựng nên tất cả. Dù thất bại ở phim trường, anh vẫn hoàn thành trách nhiệm làm chồng khi yêu thương vợ hết mực. Đồng thời anh cũng khá tinh tế và khôn khéo trong khía cạnh dạy con. Cậu bé tỏ ra khá ngoan ngoãn khi ít thấy quấy khóc. Các bé phụ giúp bố mẹ trong việc chăm em. Theo dõi cuộc sống của nam diễn viên, anh chọn cách làm bạn với con khi khoe nhiều khoảnh khắc có cử chỉ quàng vai bắt cổ thân thiết như hai người tri kỷ. Chính vì lẽ đó, ba con nhà Mạnh Trường không chỉ có ngoại hình copy từ bố mà tính cách ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Bạn nghĩ gì về ông bố bỉm sữa Mạnh Trường? Hãy để lại bình luận và cập nhật tin tức mới nhất về sao Việt. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.